Thì trước khi mình hướng dẫn các bạn cách setup thì đây mình xin giới thiệu qua sơ qua, thì đây chính là số điện thoại của mình. Nếu các bạn muốn mua trực tiếp thì có liên hệ tới mình, bán con S7 này cũng như tất cả các loại router thiết bị mạng khác. Bên cạnh các bạn có thể quét mã QR code để tới những cái trang thương mại điện tử mà mình đang bán hàng trên này. Rồi ok, thì mình có hai cách để setup cái con repeater này. Một là mình sẽ setup khi con này các bạn đang xài rồi nha, các bạn đã setup bằng dây rồi nha, mọi thứ là đã xong xuôi rồi, thì bây giờ các bạn không muốn xài dây nữa, các bạn muốn chuyển sang thành xài không dây, có nghĩa là không cần sử dụng cổng quan này nha. Hai là khi các bạn mới mua về chưa có gì cả, các bạn muốn setup repeater luôn, thì đó là phần đạn sau. Thì đạn đầu, tại vì con này mình đã setup sẵn rồi nên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách setup từ con đã có sẵn này rồi. Ok, thì đầu tiên con này mình đã setup xong rồi các bạn nhé. Thì các bạn dùng điện thoại của bạn vào setting. Mình cũng đã kết nối wifi với nó rồi, thì password của nó mình cũng đã xong xong mọi thứ rồi. Bây giờ mình cũng chỉ muốn dứt cái sợi dây đó ra thôi. Sợi dây WAN nè, sợi dây này nè, muốn giật ra để không sử dụng nữa. Thì đầu tiên con này nó có sử dụng bằng app Tenda Wi-Fi các bạn nhé, để quản lý nó, hoặc là các bạn quản lý nó trên web hay gọi là firmware. Thì app, nếu các bạn muốn cài đặt repeater không dây, thu phát sóng không dây, thì các bạn lưu ý với mình, các bạn không thể setup trên app được, mà các bạn phải setup trên web trình duyệt của nó. Một cái nữa là để các bạn có thể làm được repeater này, thì repeater là gì? Là thu phát sóng, thu một cái sóng A và phát lại cái sóng A đó cho rộng cái sóng hơn, thì các bạn phải biết được cái path wifi của cái sóng A kia thì các bạn mới thu được. Đầu tiên các bạn vào web, ở đây mình vào sẵn thôi, thì bạn phải đánh tenda wifi.com nha, phải đánh tenda wifi không được, phải .com. Các bạn vào đây đánh mật khẩu của con của bạn đánh vào đây, giao diện của nó chính là đây. Các bạn lưu ý nha, đây là giao diện tiếng Trung, vì mình trên tay mình đang chính là con Tenda AC7 phiên bản tiếng Trung hàng nội địa, được sản xuất và sử dụng hàng nội địa của Tenda, nhà máy sản xuất Tenda Trung Quốc. Tenda là hãng của Trung Quốc các bạn nhé, đừng có bạn nào nói mình là Tenda là hãng của Mỹ thì mình thấy không hợp lý lắm. Thì các bạn click vào đây, sau đó ở cái hộp thứ hai này các bạn click vào. Rồi tới mục này, đây là những setup các bạn đang muốn. Cái trên cùng là cái setup dây các bạn đang sử dụng bình thường. Để repeater thì các bạn dùng cái chế độ WESB này, click vào. Khi click vào thì nó đang chuyển thành chế độ thu phát sóng và nó sẽ tìm cái sóng nào đó xung quanh nó nhìn thấy. Đây là tất cả những sóng nó nhìn thấy. Thì mình muốn nó lặp lại cái sóng. Đây, các bạn sức sóng nó hiện đây luôn, 63 bao nhiêu phần trăm luôn. Thì các bạn lưu ý nha, repeater là thu và phát sóng, nó thu được bao nhiêu phần trăm thì nó sẽ phát lại bao nhiêu phần trăm. Nếu nó thu được 30 mê thì nó sẽ phát lại 30 mê, chứ không phải nó thu 30 mê nó phát lại 100 mê, không có điều đó các bạn nha. Mình muốn nó lặp lại sóng của con Alex Test 7620 này, mình click vào. Lúc này mình sẽ đánh bass của cái con, của cái sóng mà mình muốn lặp lại nha. Sau khi bạn ghi và bấm OK thì sản phẩm thiết bị của mình sẽ khởi động lại trong vòng 30 giây tới 1 phút. Các bạn lưu ý nha, khi sản phẩm của mình đang khởi động lại thì các bạn không nên là đụng rút làm cho nó bị sụp nguồn, hay là mất nguồn của nó thì nó rất là dễ bị lỗi các bạn nhé. Thì các bạn cứ để cho nó tự khởi động lại nha. Mình kiểm tra coi nó đã khởi động lại chưa nha. Đây, bây giờ chắc nó đã khởi động là xong rồi đó. Bây giờ mình xin rút cái dây nguồn mạng của nó, có những cái dây cổng quan đó ra, để mình thành nó đã không dây, tại vì nó đã thu sóng rồi, nó thu sóng không dây rồi, mình không cần đi dây nữa. Ok, các bạn đã rút ra dây mạng đó rồi, hiện tại thì nó đã thu sóng và nó phát sóng lại rồi, bạn không cần phải dùng dây mạng nữa. Mình xin hướng dẫn các bạn khi làm repeater, khi reset con này là cài đặt sạch á, gọi là chưa cài đặt gì con này. Bây giờ đầu tiên mình cứ reset nó trước cái đã nha. Các bạn giữ nó khoảng trong vòng gì đó 12 giây, khi 4 cái đèn nó cùng hiện lên thì nó đã reset xong. Đó, 4 đèn hiện lên, các bạn thả tay ra. Thì khi này cái router của mình sẽ khởi động lại trong vòng 30 giây tới 1 phút. Khi bạn mua về, sản phẩm mình sẽ như vậy thôi, không có dây nha, bạn không cắm dây nha. Chỉ cắm dây nguồn.
Sau khi cắm dây nguồn lên, nó khởi động. Các bạn vào phần wifi của mình, các bạn tìm tên con Tenda AC7 của mình. Nó lúc đó nó sẽ là Tenda gạch ngang gì đó, và không có bát, các bạn nhớ là không có bát nha. Tại vì lúc này là mới, hoàn toàn mới. Mình đang hướng dẫn các bạn cách cài thứ hai đấy, là cách cài hoàn toàn mới. Các bạn click vào. Khi click vào nó sẽ nhảy vào trang đăng nhập. Lúc này nó các bạn phải đăng nhập, các bạn phải set up nó trước, các bạn mới biến nó thành con repeater được. Thì các bạn chọn cái phần thứ hai này, cái thứ hai nha, các bạn đánh tên của nó vào. Mình sẽ để là tên AC7 test nha, AC7 thôi cũng được. Bát, cái này mình chỉ đặt là ví dụ thôi nha, các bạn muốn đặt theo của bạn sao cũng được. Rồi các bạn lưu lại thì nó sẽ khởi động lại trong vòng 30 phút gì đó. Các bạn đợi khi nào nó hiện lên chữ AC7 thì các bạn click vào. Nó đang khởi động các bạn nhé, nên hiện tại wifi nó chưa hiện lên. Tốt nhất là các bạn tắt wifi, mở lại để cho nó tìm liên tục. Đây, nó ra rồi. Các bạn đánh bát mà các bạn lúc với cài đặt lúc nãy vào. 5, 6, 7, 8, 9. Các bạn chưa cắm dây nha, các bạn nhớ là chưa cắm dây nha. Rồi, sau đó các bạn vào, để mình tắt cái này luôn đi, coi như chưa có gì xảy ra đi. Một cái trình duyệt mới hoàn toàn, các bạn đánh Tenda, TendaWifi.com nha. Các bạn nhớ một lần nữa mình nói là .com, TendaWifi.com. Các bạn đánh Tenda Wifi không, nó sẽ không ra. Thì lúc này nó sẽ hiện là như vậy, trang chủ nó sẽ hiện như vậy, có nghĩa là bạn đang không có internet vào trong nó, có nghĩa là bạn không cắm dây cây WAN đấy. Các bạn cứ làm như lúc nãy thôi, như cái bước nãy. Các bạn vô phần chọn này, phần thứ hai, các bạn chọn WISB, tìm, nó sẽ tìm ra cái wifi bạn cần repeater, click vào, đánh bát của cái wifi các bạn muốn thu phát sóng. Rồi, các bạn bấm OK. Tới bước này nó rất giống như cái bước mà cách đầu tiên mình đã hướng dẫn các bạn, thì nó sẽ khởi động lại. Thì sau khi khởi động lại thì nó đã thu được sóng của cái wifi bạn cần thu rồi, bạn phát rồi.